Mới đây, khán giả phát hiện bộ phim Trung Quốc Hướng Gió Mà Đi được chiếu trên Netflix FPT Play TV360 có chứa hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Theo đó, phân đoạn phim có chứa hình ảnh bản đồ về đường lưỡi bò được khán giả nhìn thấy trong phần mở đầu tập 30 có độ dài khoảng 2-3 giây. Nếu như trên FPT Play, cảnh phim này khi chiếu đã được làm mờ màn hình hiển thị tấm bản đồ, thì khán giả có thể xem rõ hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp khi theo dõi bộ phim này trên nền tảng Netflix. Ngoài ra, trên một số trang web lậu và YouTube có chiếu Hướng Gió Mà Đi, khán giả cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh này. Hướng Gió Mà Đi là bộ phim do Trung Quốc sản xuất vào năm 2022, có độ dài 39 tập với sự tham gia của dàn diễn viên Đàm Tùng Vận, Vương Khải, Lưu Sướng, v.v. Trước Hướng Gió Mà Đi, rất nhiều bộ phim nước ngoài cũng từng bị khán giả Việt và các cơ quan chức năng phát hiện có chứa hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Đặc biệt, sự việc liên quan đường lưỡi bò lại càng được khán giả quan tâm hơn khi mới đây nhất, Hội đồng Duyệt phim Quốc gia quyết định không cấp phép phát hành phim điện ảnh Mỹ Barbie ở Việt Nam vì phim có chứa hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Trong khi đó, IME Entertainment, đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Việt Nam, cũng bị khán giả chỉ trích vì từng chia sẻ đường lưỡi bò. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, bộ phim Thợ Săn Cổ Vật cũng đã bị cấm ra rạp Việt. Tháng 7 năm 2021, Netflix Việt Nam đã gỡ 6 tập phim vai ghép sau khi cơ quan chức năng phát hiện có hình ảnh phi pháp và lên tiếng.